không hình dung. Lúc đó em chỉ nghĩ là ông này tóc dài dài rồi da đen đen vậy thôi, chứ không có hình dung được. Thì thật sự cái bữa đầu tiên mà em hẹn hò ảnh là gặp ngay cái chiều mưa, là ảnh vô tới Sài Gòn là mưa tầm tã luôn. Hết mưa em chạy ra, trời ơi em thấy anh sao? Em thấy em tá quả luôn, em muốn quay xe về luôn. Trời ơi, ông thấy em khi ông mừng quá hay sao chị, ông chạy qua em mới nói là anh ơi anh biết chạy xe không? Ông nói, ông trả lời với em là không. Dạ, cái em nói gì không thì không. Anh ngồi phía sau đi em chở. Thì chở ảnh tới cái khách sạn đó gần nhà em. Dạ. Thì tới đó xong cái ông mới nói em dắt anh vô luôn đi. Tại vì hồi đó giờ anh ít khi lên Sài Gòn, thì tưởng là không có quen ấy nhiều thôi. Bây giờ em dắt anh vô luôn đi. Dạ. Dạ thì em cũng dắt. Xong rồi em nói em về nhanh. Ông nói trời ơi, thì ngồi nói chuyện tí xíu nữa đi rồi về. Tự nhiên mới gặp anh cái đòi về liền. Anh chưa có kịp ngắm em sao nữa, anh vô anh hết khuôn mặt em rồi. Trời ơi, ông khen em rồi này nọ. Ông nói em ơi trời ơi, anh không tưởng tượng ra luôn á, em đẹp hơn anh những gì anh nghĩ luôn á. Thì tự nhiên em kiểu như là bị khoái khen. Khoái chứ đúng không? Dạ, giống như khen á rồi là bị khoái. Mưa nước phất rồi với một cái khung cảnh mà chỉ có hai đôi ta. Dạ. Rồi với lại với một cái giọng trầm ấm nữa. Dạ, dạ. Sau đó thì như thế nào? Dạ, thì sau đó thì hai đứa em đã gọi là yêu trước đó rồi. Có nghĩa là yêu cái tâm hồn, yêu cái cách nói chuyện. Tụi em gặp là để xác định luôn ấy. Thì đó, bữa đó thì cũng ra xác định luôn. Rồi xác định luôn. Dạ. Là kể nghe coi sao em gan dữ vậy. Thì lúc mà vô trong khách sạn rồi anh, thì thật sự đối với em thì đó là lần đầu tiên mà em vô khách sạn ở trong Sài Gòn. Tại vì em sống dưới quê quen rồi. Khi mà vô phòng á, cái mình thấy cái người yêu mình đẹp quá. Nhưng mà đẹp quá rồi cái không biết sao á, tự nhiên cũng mình thương. Thương ghê lắm, cái mình nghĩ trong bụng làm sao để giữ lại được. Lấy luôn. Lấy luôn. Có nghĩa là cưới luôn á. Mà giờ muốn cưới luôn thì làm lèo. Lèo khó ghê. Cái anh cứ khen biết à. Đẹp quá em ơi. Không nhận em đẹp ghê lắm, em đẹp mà. Anh không thể nào mà anh nghĩ trên đời này có một người con gái nào mà đẹp hơn em. Trời ơi. Anh ơi, hồi đó thiệt sự là ổng ngọt mà ổng buông lời ngọt dữ lắm luôn á. Là em đâu rồi, có gì được. Giống như rồi xui chưa, xui chưa? Khen là xui chưa? Dạ, xui luôn. Xui luôn đúng không? Dạ. Coi như là đêm định mệnh luôn. Nhưng mà cô này có phải là người đầu tiên của em? Dạ đúng rồi anh. Nếu mà nói về người phụ nữ trong đời em thì vợ em là người đầu tiên của em. Dạ. Rồi sau đó là ở lại được mấy ngày hay là về liền? Sáng ngày hôm sau. Nói chung là tại vì anh biết mình là trai tân mà. Thì ngay cái đêm hôm đó thì em bị nạn. Em bị đánh mất xong rồi. Em cảm thấy là ôi không được, ngày mai mới về với mẹ. Rồi thấy tiếc tội nghiệp không? Đó anh cũng sợ hãi hả? Trời chị. Có sợ hãi không? Sợ với chị. Xong như là xong hết rồi là sợ. Nhà vệ sinh ngồi cả buổi không chịu ra đó chứ. Khóc. Tự kỷ, tự kỷ đó bởi vì nhớ mẹ đó. Ủa răng em sợ gì đó? Thì thôi em cũng xin thưa là bữa đó em bị thương luôn. Chào hai em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và xin chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Đăng. Dạ em năm nay 38 tuổi. 38. Dạ công việc của em là làm MC dẫn chương trình. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em là Hà Lâm ạ. Hà Lâm. Dạ. Dạ em năm nay em 32 tuổi. Em chị rất là quen, em là hoa hậu doanh nhân đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, em là hiện tại là hoa hậu doanh nhân đại sứ toàn cầu. Năm vừa rồi là em đã đi thi bên Thái Lan và được đặt giải nhất trong cái chương trình đó. Dạ. Nhưng mà Hà Lâm có phải là tên thật của em không hay là nghị danh? Dạ cái đó là nghị danh của em. Tên dạ, thật của em là gì? Dạ em tên Lệ. Tên Lệ, Lệ. Dạ, tên gì Lệ? Nguyễn Lệ. Dạ dạ. Nhưng mà tại sao em lấy tên là Hà Lâm? Dạ ngay từ nhỏ là em rất là thích cái tên này rồi. Rồi bây giờ quay trở lại nghe, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu và ấn tượng về nhau như thế nào? Em gặp ông xã em trong cái trường hợp là gặp trong cái chương trình tiệc cưới thôi. Ngày xưa là em ở Sài Gòn, thì lúc em về ở dưới quê thì có bà chị em là bà làm make up trang điểm cô dâu. Thì em đi theo với chị đi trong cái tiệc cưới đó, phụ chị để làm make up cô dâu ấy. Thì tình cờ thì gặp anh làm MC trong cái chương trình đó. Dạ. Ấn tượng đầu tiên của em về anh MC này? Lúc đó là em rất là thích cái giọng nói của ảnh. Cái giọng nói của anh rất là ấm và rất là truyền cảm cho nên em thích. Dạ. Về cái ngoại hình thì sao?
lúc đó ảnh rất là ốm, mà phải nói là ốm mà cao nữa, mà đen nữa. Trời ơi, tóc dài dài như vậy nè. Em ngoại hình là em không có ấn tượng nhiều, nhưng mà em chỉ ấn tượng giọng nói là nghe thôi đó. Còn em thì sao? Lúc đó em có gặp cô này không? Dạ, lúc đó thì em cũng không có để ý gì. Mình thấy là cái người con gái này thấy cũng xinh đẹp, thấy cũng lạ lạ, tóc vàng vàng cũng dễ thương. Rồi sau cái chị của vợ em nói là: em ơi, Đăng ơi, em cho em của chị hát một bài. Thì em mới xuống hỏi hát bài gì. Rồi kia: thôi em không hát đâu, em hát đâu. Cái em nghĩ trong bụng: trời, sao cái này nó chảnh dữ ta. Em thấy cái đám cưới đó thì nó cũng ít người. Sẵn dịp ở đây mình cũng muốn thử nghe cái cô này cô hát sao. Đó, em mới mời lên hát. Sao mà thấy cũng hơi hơi thích thích. Mà em có đứng phía sau em lén em dòm không à? Nguyên là chỉ nhìn lén thôi đó. Dòm lén phải không? Rồi sau đó là em chủ động tới, em xin số điện thoại và làm quen đúng không? Dạ không phải. Sao nữa kể đi. Là bên này hả? Dạ, thì sau cái hôm mà gặp nhau đó, chị mới nói là em ở nhà tên Úc. Úc ơi, thấy thằng Minh Đăng á, thằng đó nó đen đen á, nhưng mà trời ơi, tính tình nó dễ thương lắm á. Chị có số điện thoại này không ấy, làm quen đi. Tại lúc đó, thời điểm đó là em đã chia tay với bạn trai em rồi. Thì em về là tình cờ gặp ảnh, thì chị em đưa số điện thoại cho em. Lúc đó thì em nghĩ là thôi gọi thử, giờ mình về đây không có bạn, buồn quá, gọi anh đó có gì đi uống cà phê, cái gì cho vui thôi. Thì gọi thì bắt máy liền luôn. Mừng lắm. Dạ, lúc đó thì nói chuyện qua lại, cũng hỏi thăm này kia. Qua hôm sau thì em đi Sài Gòn rồi, vẫn giữ liên lạc là điện thoại thôi. À, quen nhau mới là kể chuyện về đêm không. 9 giờ tối nói chuyện tới 2 giờ khuya. Dạ, anh kể chuyện cho em nghe giống như là coi em như là em bé hay sao á. Kể chuyện cô gái quàng khăn đỏ, rồi tất cả những cái mẫu chuyện vui á, anh nói riết đến 2-3 giờ sáng luôn. Bao lâu? Gọi trong bao lâu? Dạ, tụi em quen nhau trên điện thoại là nói chuyện 3 tháng sau. 3 tháng. Dạ. Rồi sau 3 tháng thì gặp mặt. Dạ, sau 3 tháng gặp mặt. Gặp trong... ở Sài Gòn hay là gặp ở dưới ở quê? Dạ, hẹn hò trên Sài Gòn. Rồi cái ngày đầu tiên mà sau 3 tháng mà mình nói chuyện bằng điện thoại á, thì cái ngày đầu tiên mà mình gặp nhau á, cái cảm giác nó như thế nào? Em thì thích lắm. Đúng rồi. Chị biết là cái một khoảng thời gian 3 tháng, tại vì lúc đầu tiên nó giống như là hai người bạn gặp nhau thoáng một lần trong cái đám cưới đó. Rồi bẵng đi một thời gian là không gặp nhau nữa. Có nghĩa là chị thích giao qua giọng nói thôi. Dạ, đúng chưa? Nghe nói. Cái lúc đầu tiên đã gặp thì em đã không có chú ý đến ngoại hình rồi. Cho nên là thành thử 3 tháng mà cứ nói chuyện suốt ở trên điện thoại thì em lại quên cái ngoại hình ảnh luôn. Thật sự em không hình dung. Lúc đó em chỉ nghĩ là ông này tóc dài dài, rồi da đen đen vậy thôi, chứ không có hình dung được. Thì thật sự cái bữa đầu tiên mà em hẹn hò ảnh là gặp ngay cái chiều mưa, là ảnh vô tới Sài Gòn là mưa tầm tã luôn. Hết mưa em chạy ra, trời ơi, em thấy anh sao? Em thấy em tá quả luôn, em muốn quay xe về luôn. Trời ơi, ông thấy em khi ông mừng quá hay sao chị. Ông chạy qua em mới nói là: anh ơi, anh biết chạy xe không? Ông nói, ông trả lời với em là không. Dạ, cái em nói gì là không thì không. Anh ngồi phía sau đi, em chở. Thì chở ảnh tới cái khách sạn đó gần nhà em. Dạ, thì tới đó xong cái ông mới nói em dắt anh vô luôn đi. Tại vì hồi đó giờ anh ít khi lên Sài Gòn, thì tưởng là không có quen ấy nhiều thôi. Bây giờ em dắt anh vô luôn đi. Dạ, dạ thì em cũng dắt. Xong rồi em nói em về nhanh. Ông nói trời ơi, thì ngồi nói chuyện tí xíu nữa đi rồi về. Tự nhiên mới gặp anh cái đòi về liền. Anh chưa có kịp ngắm em sao nữa, anh quên hết khuôn mặt em rồi. Trời ơi, ông khen em rồi này nọ. Ông nói em ơi, trời ơi, anh không tưởng tượng ra luôn á, em đẹp hơn anh những gì anh nghĩ luôn á. Thì tự nhiên em kiểu như là bị khoái khen. Chứ, khoái chứ, đúng không? Dạ, giống như khen á, rồi là bị khoái. Mưa nước phất rồi mới một cái khung cảnh mà chỉ có hai đôi ta. Rồi với lại với một cái giọng trầm ấm nữa. Sau đó thì chứ nào? Sau đó thì hai đứa em đã gọi là yêu trước đó rồi. Có nghĩa là yêu cái tâm hồn, yêu cái cách nói chuyện. Tụi em gặp là để xác định luôn ấy. Thì đó, bữa đó thì cũng đã xác định luôn. Rồi xác định luôn. Dạ. Là kể nghe coi sao em gan dữ vậy. Thì lúc mà vô trong khách sạn rồi á, thì thật sự đối với em thì đó là lần đầu tiên mà em vô khách sạn ở trong Sài Gòn. Tại vì em sống dưới quê quen rồi. Khi mà vô phòng á, cái mình thấy cái người yêu mình đẹp quá. Đẹp quá rồi, cái không biết sao á, tự nhiên mình thương. Thương ghê lắm, cái mình nghĩ trong bụng làm sao luôn. Để giữ lại được. Lấy luôn. Lầy luôn. Có nghĩa là cưới luôn á. Mà giờ muốn cưới luôn thì làm lèo. Lèo thôi. Cái ông cứ khen biết à. Đẹp
Vai em ơi, công nhận em đẹp ghê lắm, em đẹp mà anh không thể nào mà anh nghĩ trên đời này có một người con gái nào mà đẹp hơn em. Trời, trời ơi. Anh ơi, hồi đó thiệt sự là ổng ngọt mà ổng buông lời ngọt dữ lắm luôn á. Là em đâu có rồi, bị giống như rồi, bị xui say. Chưa xui chưa khác mà xui chưa. Dạ, xui luôn, xui luôn đúng không? Dạ, coi như là đêm định định mệnh luôn. Nhưng mà cô này có phải là người đầu tiên của em? Dạ đúng rồi anh. Nếu mà nói về người phụ nữ trong đời em thì vợ em là người đầu tiên của em. Dạ. Rồi sau đó là ở lại được mấy ngày hay là về liền? Sáng ngày hôm sau. Nói chung là tại vì anh biết mình là trai tân mà. Thì ngay cái đêm hôm đó thì em bị nạn. Đó, em bị đánh mất xong rồi. Em cảm thấy là ôi không được, ngày mai mới về với mẹ. Rồi thấy tội nghiệp không? Đó anh cũng sợ hãi hả? Thôi chị, có sợ hãi không? Sợ với chị. Xong như là xong hết rồi là sợ. Chạy nhà vệ sinh ngồi cả buổi không chịu ra đó chứ. Khóc. Tự kỷ đó bởi vì nhớ mẹ đó. Ủa đang em sợ gì đó? Thì thôi em cũng xin thưa là bữa đó em bị thương luôn. À. Nên là em phải vô nhà tắm đó em ngồi. À, là lo đúng không? Dạ. Rồi em phải về, em về để mà về tới mấy ngày sau là em mới dám đi khám bác sĩ. À. Dạ. Em đi khám bác sĩ rồi bác sĩ chọc tới dù luôn mà chỉ biết cái cảnh rồi. Cảnh mà tự nhiên bây giờ cái đồ của mình giấu biết bao nhiêu năm nay mà tới bác sĩ và vạch cho bác sĩ coi. Mà bác sĩ có quen không vạch chồng? Quen, MC Minh Đăng phải không? Anh kêu dạ. Bị sao? Nói dạ bị cái đó. Bị cái đó mà sao bị? Ông lén phén đúng không? Nói dạ không có đâu, bữa đó em đi thác. Em đi thác em tắm em có cái ở bên cái huyện Đức Linh nó có cái thác trượt á. Cái thác cái suối trượt á, kêu là dạ em trượt ở thác em trượt xuống. Nó kêu ủa có cái vụ mà trượt mà chạy hả? Nói dám nói dối bác sĩ. Dạ cái đó dạ dạ thiệt, bữa đó uống rượu say say á, trượt úp á, nằm úp người cái trượt xuống sao mà. Nó kêu ủa úp người là trượt nó phải trượt răng chứ sao lại trượt cái đó. Và cuối cùng dạ. Là phải khai thiệt cho ông nghe đúng không? Dạ không khai luôn. Không khai luôn, nhất định là không khai. Cứ một mực giữ quan điểm là để trượt mà ổng mà ổng chữa đúng không? Dạ ổng đưa thuốc kêu rồi uống thuốc xong nhớ đi trượt nữa nha, mà trượt đàng hoàng ấy. Thôi chúc mừng em qua chương trình này rồi là ông bác sĩ cũng biết rồi. Biết dạ. Dạ, biết hết á. Dạ. Sau cái lúc mà chồng em về rồi á thì cái cảm giác em sao khi mà anh đã về dưới quê rồi á? Dạ lúc đó tự nhiên em thương ảnh. Thực sự rất là thương. Ảnh về ảnh mới gọi điện cho em. Gọi điện cho em ổn không? Em sao rồi này kia, hỏi thăm em vậy đó. Trời ơi, xong cái em tắt máy luôn. Một tuần sau. Rồi xong cái tuần sau cái em mở ra quá trời tin nhắn luôn. Rồi em ơi, anh làm gì có lỗi với em hả? Cho anh xin lỗi hay là sao em sao nói anh biết rồi này kia vậy đó. Em giấu em không nói gì luôn. Lúc đó em cũng chưa nghĩ là mình có gia đình nữ là vậy, em cũng sợ đó. Chung là em cũng hoang mang lắm. Tự nhiên bây giờ đang kháng khích như vậy, cái khi mà mình trở về quê lại là coi như là mọi cái liên lạc cắt đứt hết. Em thì khoảng chừng 4-5 ngày đầu á thì em gọi điện liên tục, có thể là một ngày em gọi cả 100 cái cuộc gọi. Em nhắn tin đâu là 70-80 cái tin nhắn không đó, mà không có một chút hồi âm nào hết á. Thì nhiều lúc em cũng muốn buông xuôi luôn, em nghĩ thôi chắc có lẽ là người ta không còn thương mình nữa rồi. Em thì em có một cái là em không có phải là người đa tình. Có nghĩa là em yêu một người nào yêu một người thôi, rồi đến khi nào cuộc tình đó hết thì em mới chuẩn bị qua, em mới xác định qua người mới. Nhưng mà sau khi mà cô ấy mở ra thấy một loạt tin nhắn, dạ, rồi ai là người chủ động gọi trước? Dạ em gọi lại. Thì chắc là xúc động lắm đúng không? Dạ, dạ. Rồi ghi không mừng lắm chứ anh? Trời ơi, ổng mừng quá trời luôn. Ổng mừng. Sao không có phóng lên Sài Gòn nữa không? Đang định hỏi nó có lên không? Có phóng lên nữa không? Một tháng sau. Dạ. Tháng sau mới lên đúng không? Một tháng sau, dạ. Vậy là tình yêu của các em có thể gọi là lâu lâu thì mới gặp nhau. Dạ. Nên là yêu xa. Dạ yêu xa. Yêu xa trong bao lâu? Tụi em yêu xa trong vòng một năm. Một năm. Dạ. Rồi như sau khi tụi em lấy nhau rồi á thì là tụi em lên đây luôn hay sao? Dạ, dạ không. Thời gian đó là cưới nhau xong là có ở chung nhau hay là tiếp tục ở xa? Dạ ở vẫn xa. Tiếp tục yêu xa. Dạ. Có nghĩa là tới bây giờ các em vẫn chưa có con luôn. Dạ. Dạ. Tụi em cưới lấy nhau mấy năm rồi, nãy nó mấy năm? Dạ, 8 năm. 8 năm rồi. Hy vọng là sau đây sẽ có con. Thôi, rồi vậy chút là đi, chút nữa đi thì anh sẽ đúng rồi thể hiện nha. Đúng rồi, thể hiện tất cả cái tình cảm của anh. Bây giờ về đi. Hai vợ chồng em. Trước khi đến cái vấn đề thể hiện là bây giờ mình phải giải tỏa. Đó. Giải tỏa bằng cách mình nói xấu nhau đi. Dạ. Anh ấy có thật xấu không nè? Dạ. Thì lúc mới cưới về thì cũng chưa đâu, vì cưới về thì hai đứa em vẫn ở xa. Em ở Sài Gòn, ảnh vẫn ở dưới quê. 2 năm sau thì ảnh mới lên Sài Gòn với em. Trời ơi, về ở chung một nhà rồi mới thấy vỡ mộng á. Thấy ổng thấy cái gì?
Ở dơ á anh. Vậy ở dơ đâu, không ngày 8-3 buổi mà. Bừa bộn. Dạ bừa bộn. Ví dụ như đi làm đồ chương... là hay quăng. Dạ để, rồi đi làm chương trình về ha, rồi cởi áo ra quăng đó, rồi em mới đi nhặt. Nhặt lại bắt đầu cởi cái gì quăng chỗ đó, không bao giờ mà để cho ngăn nắp hết trơn. Lúc nào cũng vậy mà nói nhiều quá rồi cái thôi để ổng tự giải quyết luôn. Nhiều khi hai vợ chồng gây lộn vì cái chuyện đó không á. Dạ. Một cái nè. Rồi gì nữa? Trời ơi chơi game. Mê chơi game. Dạ. Chơi tới mấy giờ sáng? Có bao giờ mà chơi thâu đêm suốt sáng không? Thâu đêm suốt sáng thì chưa có, nhưng mà cái thời điểm đó là chơi game 1-2 tiếng đồng hồ. Rồi bắt đầu nghỉ ngơi, ăn uống gì đó rồi bắt đầu chơi tiếp. Rồi hút thuốc nữa chị, thời điểm đó hút thuốc là một ngày 2 gói thuốc. Bây giờ là giảm. Bây giờ đỡ chưa? Bây giờ thì em ngưng rồi. Em ngưng từ 2017 tới giờ. Là 3 năm rồi. Là 3 năm. À, đúng dạ. Rồi. Sao? Là bỏ bớt anh ấy là một MC ha, chuyên làm những cái tiệc cưới. Vậy không biết là cái tính của anh có lãng mạn không? Có hay thường trời xuyên ơi, lãng mạn hoa hay bày tỏ tình cảm với vợ không? Dạ. Không biết người ta sao chứ thực sự là từ hồi lúc mà yêu đến bây giờ luôn á, chỉ có những cái ngày lễ là em được đúng một cây bông hồng thôi. Vậy mà thôi. Tại sao không tặng một bó mà tặng một cây? Em thử một lần rồi, hồi đó em mua một cái bó bông đó mà em tính là hình như là 450. Em đem về em tặng cho vợ em thì em được nhận lại một cái nhìn chồng trăng này nè. Tiền đâu mà ông mua bông như vậy? Tiền đâu mà ông mua bông như vậy? Đố. Tiền này ông đưa cho tôi đi chứ mua bông làm gì? Có ăn được không? Là bà nói hả? Dạ. Cái sau này cái em mua cái bông thì giống như là tài chính em giờ là vợ em nắm hết. Mà dụ như em chi tiêu em làm cái gì mà cái đồng tiền đó mà nó phí phạm là bị la. Là hổng trước mắt liền. Cứ mỗi lần mà thấy người ta tặng bông nhiều á thì ở nhà buồn. Trời ơi, người ta tặng iPhone kìa chồng, người ta tặng bó bông kìa chồng, người ta mua quần áo kìa chồng. Em nói em nghĩ lại đi, anh có một cách nào đâu mà anh tặng tiền em giữ hết đúng không? Em giữ hết trơn tiền, bây giờ em mới dám tặng nhiều đâu. Tặng nhiều bị chửi, tặng nhiều bị trừng. Nhưng mà nhiều khi nó nói chứ trong lòng cũng muốn lắm á chị, thích được tặng này kia á chị. Hồi riêng mấy ngày lễ đó ta giả bộ ta để quên tiền đâu đi, để 500 mà để 1 triệu gì 500 đó, 500 triệu trong bóp á. Trời ơi, ông nói vậy thôi chứ ông có quỷ đen nhiều lắm á chị. Dạ. Nhưng mà kiểu như là tại vì sợ sợ mua cho em là bị lộ sao? Dạ. Dạ. Quỷ ta phải giấu chứ. Bây giờ mua cho em lộ sao? Lộ dạ đó. Dạ không có cái quỷ nào mà em giấu được hết trơn. Xong... mà bà vợ em có cái hay. Cái hay là giống như là bà nghe người ta thì có cái giác quan thứ 6, còn bà có giác quan nguyên tuần luôn. Dạ. 2 3 4 5 6. Thậm chí em nói với anh Thuận nha, tiền á em đi làm về, ví dụ như em làm MC bữa đó là em làm được 3 triệu. Cái show đó là 2 triệu, rồi em được bo 1 triệu. Cái bắt đầu là em giấu bà. Cái em về em đưa 2 triệu, cái em giấu là 1 triệu. Em bỏ vô cái vớ nè. Bỏ cái vớ cái em để em tóc á. Mà không biết bà đánh hơi tiền sao mới mỗi ngay cái đôi vớ lấy ra 1 triệu bạn. Ông giấu tôi. Em đi giặt vớ. Trời ơi, ông đi làm về thì đồ áo quần rồi này kia em hay lục ra em coi cho ông hay nhét chỗ này chỗ kia đó. Bây giờ thôi, bây giờ nếu hết thôi bây chuyện qua tật xấu của vợ đi. Vợ em thì em phải nói là trong 8 năm làm vợ chồng thì cái gì cũng được hết. Mà riêng một cái duy nhất là cái lề mề. Phải nói lề mề là lề mề sao? Trang điểm lâu lắm. Trang điểm là phải nhìn lại chân mày bên này mà cao hơn 1 cm cũng chùi sửa lại cho nó bằng đó. Rồi son, tha cái son lên kia. Anh ơi, son này được chưa? Kia nói, được rồi, em thấy chưa được. Chùi ra cái sơn cái son khác. Mà em lúc nào cũng muốn vậy em lẹ. Cái gì cũng được. Nhưng mà mỗi cái trang điểm là lâu. Thành ra thì em nghĩ chắc chỉ có em là người chịu đựng được nhất. Đúng rồi. Bây giờ ta hoa hậu. Ta hoa hậu ra đường. Ta là hoa hậu là bắt buộc ta ra đường. Ta phải đúng ta rồi. Phải o cái ngoại hình của người ta rồi. Nó ra không có trách được rồi. Còn gì nữa nè? Bằng nghiện sắm đồ online. Trời ơi, mua gì? Hầu như mua hàng mà lần mà đặc biệt là mua quần áo. Rồi. Em thấy mỗi lần mà đi làm mà thôi. Mà về nhà cái vợ ngửa ra cái là coi live chim. Coi live chim cái chốt đơn cái. Em nói một ngày là đơn hàng mà ship á. Ship người ta tới mà em thấy em nóng luôn á. Chóng mặt luôn đúng không? Chóng mặt. Em mua quá trời đúng không? Em ngồi em cứ can ngăn miết anh năn nỉ vợ bớt mua đồ đi. Thật sự em nói nếu mà chung quy ra một năm mà vợ em mua đồ online không thì em nghĩ rất là nhiều tiền. Mà có một cái là ví dụ như mua cái đồ đó 1 triệu, cái đồ đó 2 triệu, đồ 3 triệu, cái bắt đầu để nhiều lắm nhiều khi không mặc á. Cái
mấy chị em ơi, 20 phút nữa em thanh lý nha, em thanh lý nha, lời bán 90 ngàn. Mấy chị ơi, cái này em mua có lần một còn nguyên tem nguyên số luôn, em bán 80 ngàn. Hạ giá cũng rồi. Giờ mong muốn giờ đó, đổi giờ muốn, em mong muốn cái đó ra phải không, là cái thứ nhất là trang điểm á, là người ta phải hình dung lại. Tại vì em có mong muốn là ví dụ như mình đi ra ngoài á, mình có cái thời gian nó vẫn tốt hơn là để cái thời gian nó cận. Còn cái thứ hai nữa là bớt mua đồ online lại. Đồng anh năn nỉ em luôn. Rồi tới Hà Lâm đó, mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Dạ với em thì bây giờ thì ông xã em hầu như là cũng là hoàn thiện rồi. Chỉ nói cái là anh ơi, anh đừng có mặc đồ rồi quăng chỗ này chỗ kia nữa, em đi lụm rồi nhiều khi để trong góc trong đồ á em. Tức là anh ra. Bớt bừa bộn lại. Dạ, đúng không? Bừa bộn anh lại bớt bừa bộn lại. Dạ. Rồi. Bây giờ chị hỏi hai đứa này, tụi em đã có cái chế độ mà ăn uống rồi thì ấy để mà chuẩn bị cho có con chưa? Cái đó là tụi em phải tính. Bây giờ ở cái tuổi này là tụi em phải có cái chế độ ăn uống. Dạ. Ngoài cái chuyện là mình sinh hoạt vợ chồng ra cũng không phải là ngày nào cũng sinh hoạt là có, không có đâu. Thứ nhất là tụi em phải đi bác sĩ để có cái thực đơn về ăn uống. Dạ. Đó, và cái nó gọi là cái đồng hồ sinh học á. Trong cái việc mà cái chu kỳ mà rụng trứng của người phụ nữ. Dạ. Bây giờ ở cái tuổi này tụi em phải có con liền. Thứ nhất khi em có con, ông này ông sẽ bớt bừa bộn. Dạ. Tại vì bắt buộc phải giữ cái môi trường sạch cho con của mình. Dạ. Bà này cũng không còn online. Online mua là tại vì tiền là phải để dành cho con. Dạ. Và em yên tâm như vậy. Đó, và lúc đó là vợ em sẽ không còn lề mề nữa đâu. Vợ sẽ thay đổi hết tất phải cả. Phải lanh lẹn để mà lo cho con. Nghe. Nói chung là nhìn các bạn thì anh biết là các bạn rất là khao khát có được. Dạ. Đứa con. Thôi thì anh chúc cho vợ chồng Hà Lâm với Minh Đăng nghe. Dạ. Hai vợ chồng cứ như vậy, yêu thương nhau và lúc nào cũng nhường nhịn lẫn nhau, thấu dạ. hiểu nhau. Dạ. Và cuối năm nay sẽ có tin vui. Dạ. Qua năm sau, năm trâu vàng. Dạ. Sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời, khấu khỉnh, đáng yêu đến với gia đình chúng ta. Dạ. Chắc chắn nghe. Dạ, em cảm ơn ạ. À.